Cô chào các con học sinh yêu quý. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng. Ngồi học thật ngay ngắn, đừng ngồi quá gần TV. Tập trung nghe giảng, chủ động ghi chép và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay. Để bắt đầu tiết học, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mang tên đuổi hình bắt chữ. Đây là một trò chơi rất quen thuộc phải không nào? Luật chơi cũng rất đơn giản. Dựa vào các hình ảnh tưởng chừng không liên quan và gợi ý của giáo viên, các con hãy tìm ra các từ ngữ có nghĩa thuộc chủ đề cái đẹp liên quan đến hình ảnh cho sẵn. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bước ngay vào câu đầu tiên nhé. Câu số 1. Các con hãy quan sát kỹ hình ảnh và cho cô biết đây là từ gì. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian rồi. Các con cùng quan sát. Chúng ta có hình ảnh một con hươu đeo một chiếc kính ở cổ. Vậy đáp án đó chính là từ cổ kính. Chúc mừng các bạn đã tìm ra đáp án của câu đầu tiên. Còn bạn nào mà chưa tìm ra đáp án của câu này thì cũng không sao cả nhé. Chúng ta sẽ cùng cố gắng ở câu số 2. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 2 nào. Đây là từ gì? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian rồi. Cô tin là có bạn sẽ không cần dùng đến 5 giây đã tìm ra đáp án cho câu hỏi này rồi đấy. Chúng ta thấy có một bạn nam đang ngồi tính toán. Vậy đáp án của câu này chính là từ nam tính. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ 3 nhé. Câu 3. Cùng quan sát kỹ ảnh và tìm ra từ có nghĩa. Đây là từ gì? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian rồi. Các con cùng quan sát lên màn hình. Chúng ta thấy trong bức tranh có vẽ hình ảnh một tòa thành. Bên dưới tòa thành là bốn chân. Vậy đáp án đó chính là từ chân thành. Chúc mừng các bạn đã tìm ra đúng ba đáp án cho ba câu hỏi. Các từ cổ kính, nam tính, chân thành mà chúng ta vừa tìm được ở trò chơi chính là các từ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên và con người mà các con đã được học. Trò chơi vui vừa rồi đã giúp các con nhớ lại ở tiết học trước các con đã được tìm và hiểu nghĩa của rất nhiều từ ngữ thuộc chủ đề cái đẹp. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau mở rộng và làm giàu vốn từ về chủ điểm này qua bài học. Mở rộng vốn từ cái đẹp. Qua bài học này, cô mong muốn các con làm quen với câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp. Tiếp tục mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa của các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp và biết đặt câu với các từ đó. Để đạt được mục tiêu này, cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện 3 bài tập trong sách giáo khoa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài tập đầu tiên, bài số 1. Bài 1, yêu cầu. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau. Các con biết không, tiếng Việt của chúng ta không chỉ hay và phong phú bởi hệ thống từ ngữ, mà còn đa dạng và hấp dẫn bởi kho tàng các câu tục ngữ. Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt và thường được gieo vần. Nội dung các câu tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm về lao động sản xuất của ông cha ta. Các con ạ, một câu tục ngữ thường có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, tức là nghĩa thông thường, được suy ra từ câu chữ. Nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, tức là nghĩa khái quát, được suy ra từ nghĩa thông thường. Vậy nói về cái đẹp, ông cha ta đã đúc kết lại những câu tục ngữ nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài tập số 1. Nói về cái đẹp, các con có thể quan tâm đến những câu tục ngữ sau. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Người thanh nói tiếng cũng thanh. Chuông kêu khẽ đánh, bên thành cũng kêu. Cái nết đánh chết cái đẹp. Trông mặt mà bắt hình rong. Còn lợn có béo thì lòng mới ngon. Đây là những câu nói vần điệu, nên cô tin rằng chỉ sau 1-2 lần đọc đã có bạn thuộc ngay rồi đấy. Vậy thì còn nghĩa của chúng như thế nào? Cô sẽ giúp các con tìm hiểu nghĩa đen của các câu tục ngữ này.
để xem ông cha ta đã nói gì về cái đẹp nhé. Quan sát bức ảnh sau, cô đố các con biết sự vật trong bức ảnh gợi nhắc đến câu tục ngữ nào trong 4 câu tục ngữ cô vừa đọc. Nhìn bộ bàn ghế gỗ này, chắc hẳn các bạn đều biết câu tục ngữ mà sự vật gợi nhắc đến đó chính là câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Trong câu tục ngữ này, sử dụng hai sự vật là gỗ và nước sơn để làm một phép so sánh. Chúng ta biết gỗ là chất liệu để làm các đồ dùng quen thuộc như là giường, tủ, bàn ghế. Còn nước sơn là chất liệu để quét lên lớp bên ngoài các đồ dùng ấy, làm cho chúng đẹp hơn, bắt mắt hơn và bền hơn. Nhìn bề ngoài thì một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc có lẽ là không bắt mắt bằng một bộ bàn ghế được phủ một lớp sơn, đúng không nào? Cũng vì thế mà có người chỉ chú ý đến lớp sơn bề ngoài mà đã mua phải một bộ đồ dùng bằng gỗ xấu hoặc là gỗ mọt. Với kinh nghiệm của ông cha ta đã truyền lại, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tức là muốn nói hãy quan tâm đến chất liệu gỗ hơn là nước sơn bên ngoài. Đó chính là nghĩa đen của câu tục ngữ thứ nhất. Bây giờ, các con hãy nhìn lên màn hình, chúng ta cùng theo dõi một đoạn hội thoại để nắm được nghĩa của câu tục ngữ tiếp theo. Tôi là Lan. Tôi rất thích mặc quần áo đẹp và đứng ngắm mình trong gương. Hôm trước sinh nhật, mẹ tặng tôi một chiếc váy rất xinh. Tôi thích quá, cứ mặc và ngắm mãi. Thấy bà bước vào phòng, tôi liền khoe với bà. Bà ơi, bà thấy cháu mặc chiếc váy này có xinh không? Cháu của bà xinh quá. Nhưng đừng quên là cái nết đánh chết cái đẹp đấy nhé. Phải chịu khó rèn luyện để có đức tính và phẩm chất tốt đẹp cháu nhé. Vâng ạ, cháu nhớ rồi bà ạ. Trong cuộc trò chuyện của hai bà cháu vừa rồi đã nhắc đến câu tục ngữ nào? Chắc hẳn các con còn nhớ trong câu nói của bà đã nhắc đến câu tục ngữ cái nết đánh chết cái đẹp, phải không nào? Trong câu tục ngữ này, cái nết chính là tính nết, cách cư xử, và cái đẹp chính là vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Cụm từ đánh chết được sử dụng trong câu này là cách nói vần điệu các con ạ, dùng để nhấn mạnh ý nghĩa. Tính nết, cách cư xử được coi trọng hơn vẻ đẹp hình thức bên ngoài, tuy nhiên không phủ nhận hoàn toàn vẻ đẹp bên ngoài các con nhé. Như vậy, qua việc tìm hiểu nghĩa đen của hai câu tục ngữ vừa rồi, chúng ta thấy vẻ đẹp về tính nết và cách cư xử rất được coi trọng, đúng không nào? Vậy có phải ông cha ta chỉ coi trọng vẻ đẹp về tính nết và cách cư xử không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu ở hai câu tục ngữ tiếp theo. Người thanh nói tiếng cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh, bên thành cũng kêu. Các con đã bao giờ được đánh thử một cái chuông chưa? Một cái chuông tốt, tiếng vang, tức là khi mình chỉ cần đánh khẽ vào bên thành là nó đã kêu rất vang rồi đấy. Chúng mình cùng thử xem một đoạn clip để trải nghiệm điều này nhé. Con ạ, mượn hình ảnh cái chuông, người xưa muốn nói rằng những người có giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng, lời nói tế nhị, thanh lịch thì thường sẽ là những người có nét đẹp tinh tế trong tính cách và tâm hồn. Cũng để nói về mối quan hệ giữa vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài, ông cha ta còn có câu: trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Kinh nghiệm trong chăn nuôi của người xưa truyền lại rằng những con lợn béo là những con lợn có bề ngoài khỏe mạnh. Mỡ màng thì thường sẽ có cỗ lòng là bộ phận bên trong ngon. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị thơm, vị ngọt đậm đà. Lấy chuyện con vật để nói chuyện con người, ông cha ta muốn nhắn nhủ. Nhìn vẻ mặt bề ngoài, chúng ta sẽ đoán biết được một phần nào đó về tính nết, ý nghĩ và tình cảm của con người các con ạ. Từ hình dong trong câu ý muốn nói đến vẻ đẹp bên trong của con người đấy.
Như vậy, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nghĩa đen của 4 câu tục ngữ trong bài tập số 1. Vậy theo các con, 4 câu tục ngữ này có chung nét nghĩa nào không? 4 câu tục ngữ này sẽ được chia thành 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài. Nghĩa thứ hai, hình thức thường thống nhất với nội dung. Nhiệm vụ của các con là hãy chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ đó. Để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ này, các con cần phải hiểu phẩm chất có nghĩa là gì? Phẩm chất chính là đạo đức tốt đẹp bên trong mỗi người. Vậy phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài có nghĩa là gì? Nhận xét này có nghĩa là giá trị đạo đức tốt đẹp bên trong của mỗi người quý hơn vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Vậy thế còn hình thức là gì? Hình thức chính là vẻ đẹp bên ngoài và nội dung chính là bản chất bên trong. Quan niệm hình thức thường thống nhất với nội dung, theo con hiểu người ta muốn nói gì? Nhận xét này có nghĩa là nhìn vẻ bề ngoài của mỗi người, ta có thể hiểu, đánh giá được bản chất bên trong của họ. Khi hiểu được nghĩa của các từ và nghĩa của các câu tục ngữ, cô tin rằng các con sẽ dễ dàng thực hiện yêu cầu của bài tập này. Nào, chúng mình hãy cùng nhau thực hiện yêu cầu của bài tập số 1. Các con có thể lựa chọn cách nối để thực hiện yêu cầu của bài này. Chúng mình cùng quan sát lên màn hình, so sánh phương án của mình đưa ra với đáp án của cô xem có giống nhau không nhé. Câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cô nối với phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài. Và nét nghĩa này cũng là của câu cái nết đánh chết cái đẹp. Qua hai câu tục ngữ này, ông cha ta muốn nói vẻ đẹp bên trong được quý trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Câu người thanh nói tiếng cũng thanh, chuồng kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu, phù hợp với nghĩa hình thức thường thống nhất với nội dung. Và đây cũng là nghĩa của câu trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Với hai câu tục ngữ này, ông cha ta muốn nói rằng vẻ đẹp bên ngoài phản ánh một phần tính cách, tình cảm, ý nghĩ, tức là vẻ đẹp bên trong của con người đấy các con ạ. Đó cũng chính là nghĩa bóng của hai câu tục ngữ này. Như vậy, qua bài tập 1, chúng ta vừa được tìm và hiểu nghĩa của rất nhiều câu tục ngữ nói về chủ đề cái đẹp. Các con thấy vẻ đẹp bên trong được quý trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng nếu mà được đẹp cả trong lẫn ngoài thì mọi người ai cũng mong muốn phải không nào? Sử dụng các câu tục ngữ này khi nói và viết, các con cần lưu ý vận dụng một cách linh hoạt, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tránh áp đặt một câu tục ngữ cho mọi trường hợp. Các con ạ, trong xã hội hiện đại, quan niệm về cái đẹp đã thay đổi dần dần so với quan niệm của ông cha ta xưa. Trong xã hội ngày nay, có người thì coi trọng vẻ đẹp bên trong, có người lại quan tâm đến hình thức bên ngoài, nhưng cũng có người lại đề cao cả hai vẻ đẹp này cùng một lúc. Tùy từng ngành nghề, tùy từng quan niệm mà chúng ta có cách lựa chọn phù hợp. Cô hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng để đẹp hơn cả về hình thức và tâm hồn các con nhé. Ngoài 4 câu tục ngữ trong bài, trong thực tế còn có rất nhiều câu tục ngữ nói về chủ đề cái đẹp. Và các cuốn từ điển thành ngữ, tục ngữ chính là công cụ hỗ trợ tích cực cho các con làm giàu vốn từ về chủ điểm này đấy. Ở tiết học trước, các con đã được tìm và hiểu nghĩa của rất nhiều từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Vậy để thể hiện mức độ cao hơn của cái đẹp thì có những từ ngữ như thế nào? Cô mời các con cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài 3 yêu cầu: tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Mẫu tuyệt vời. Đề bài yêu cầu tìm các từ ngữ với nội dung miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Vậy theo các con, mức độ cao của cái đẹp là gì? Mức độ cao của cái đẹp chính là vẻ đẹp hơn mức bình thường, là vẻ đẹp đạt đến mức độ được coi là lý tưởng, không ai sánh bằng. Vậy làm thế nào để tìm các từ ngữ thể hiện mức độ cao hơn của cái đẹp? Cô sẽ giúp chúng mình để chúng mình dễ dàng thực hiện hơn nhé. Chúng mình hãy cùng nhớ lại bài tính từ đã được học từ kỳ 1. Các con thử nhớ xem chúng ta có mấy cách để thể hiện mức độ của tính từ. À, chúng ta có 3 cách phải không nào?
Vận dụng những cách làm đó, các con thử suy nghĩ xem chúng ta có những cách nào để tìm những từ ngữ miêu tả mức độ cao hơn của cái đẹp. Cô gợi ý cho chúng mình 3 cách nhé. Cách đầu tiên, các con có thể sử dụng các từ mang sẵn ý nghĩa chỉ mức độ cao hơn của cái đẹp. Cô ví dụ nhé, chúng ta có từ mê hồn. Từ mê hồn, bản thân nó đã là từ chỉ vẻ đẹp hấp dẫn, cuốn hút. Cách thứ hai, chúng mình có thể thêm các từ chỉ mức độ hơn như là rất, quá, lắm, tuyệt, vô cùng vào trước hoặc sau tính từ. Cô ví dụ nhé, cô có tính từ đẹp là một tính từ thuộc chủ đề cái đẹp. Cô có thể chọn từ chỉ mức độ hơn là từ lắm và thêm vào sau tính từ đẹp, cô được từ đẹp lắm là một từ chỉ mức độ cao hơn của cái đẹp, phải không nào? Cô gợi ý cách thứ ba cho chúng mình nhé. Đó là các con có thể tạo ra một phép so sánh. Cũng sử dụng tính từ đẹp, cô so sánh với vẻ đẹp của tiên nữ, cô được cụm từ đẹp như tiên. Để chỉ một vẻ đẹp lý tưởng không ai có thể sánh được. Dựa vào gợi ý của cô, các con hãy thực hiện yêu cầu của bài tập số 3 nào. Hãy tìm nhiều nhất có thể các từ theo yêu cầu của đề bài nhé. Hết thời gian làm bài rồi. Bây giờ cô mời chúng mình cùng du lịch qua màn ảnh nhỏ để tới thăm những vùng đất và con người tuyệt vời nhé. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng giấy nháp, bút để ghi lại các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp có trong đoạn clip này. Chúng mình đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đón xem đoạn. Miêu tả mức độ cao của cái đẹp trong đoạn clip này chưa? Một đoạn clip ngắn nhưng đã giúp cô trò mình hiểu thêm về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam, phải không nào? Để miêu tả vẻ đẹp đó, tác giả đoạn clip đã sử dụng rất nhiều từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Đó là đẹp tuyệt vời, tuyệt đẹp, tựa thiên đường, đẹp tuyệt trần, mê hồn, không bút nào tả xiết, đẹp vô cùng. Các con có tìm được các từ ngữ này không? Nếu bạn nào tìm đủ các từ ngữ này thì cô chúc mừng các con vì các con đã rất nhanh nhẹn và hiểu bài đấy. Còn bạn nào chưa tìm đủ thì cũng không sao cả nhé. Các con có thể bổ sung thêm để hoàn thiện bài của mình hơn. Như vậy, qua bài tập 1, với cách thứ nhất, chúng ta đã tìm được rất nhiều từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp và từ ngữ ấy bản thân nó đã mang ý nghĩa miêu tả mức độ cao. Ví dụ như các từ mê hồn, mê ly, ngoạn mục. Với cách thứ hai, thêm các từ ngữ miêu tả mức độ cao, chúng ta có các từ đẹp lắm, hay vô cùng, đẹp tuyệt vời, tuyệt sắc, xinh cực kỳ, tuyệt mỹ. Với cách tạo ra phép so sánh, cô được các cụm từ sau: đẹp như tiên, đẹp không bút nào tả xiết, đẹp tựa thiên đường. Bây giờ cô sẽ làm rõ nghĩa của hai từ tuyệt mỹ và tuyệt sắc. Tuyệt mỹ là đẹp đến mức không còn có thể đẹp hơn. Còn tuyệt sắc là nhan sắc tuyệt đẹp
không ai có thể sánh bằng. Cùng miêu tả mức độ cao của cái đẹp, nhưng các con để ý, từ tuyệt mỹ thường dùng để nói vẻ đẹp nói chung. Chúng ta có thể dùng từ này cho cả vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Còn từ tuyệt sắc chỉ dùng để chỉ vẻ đẹp của con người, mà cụ thể ở đây là vẻ đẹp của người con gái. Vậy cùng để miêu tả mức độ cao hơn của vẻ đẹp người con gái, chúng ta còn có thể dùng những từ nào? Cô gợi ý nhé, chúng mình còn có thể sử dụng các từ như là tuyệt trần, mỹ miều, nghiêng nước nghiêng thành. Các con hãy chú ý, trong quá trình sử dụng các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp, các con cần phải chú ý đến nghĩa của từ và hoàn cảnh sử dụng cho phù hợp. Và các con nhớ, trong một hoàn cảnh, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng nhiều từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh đó. Trong nền văn học Việt Nam, những từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp cũng là ngữ liệu để các nhà văn, nhà thơ viết nên những câu thơ thật hay. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Chỉ bằng hai câu thơ, tác giả Tố Hữu trong bài thơ Ta Đi Tới đã giúp người đọc hình dung ra một bức tranh phong cảnh thiên nhiên đất nước thật tươi đẹp. Xanh mướt mát là những rừng cọ, đồi chè bạt ngàn, là những cánh đồng lúa mênh mang thẳng cánh cỏ bay. Thơm ngào ngạt là hương núi rừng, hương làng quê thấm trong từng câu chữ. Và với cách sử dụng từ đẹp vô cùng đặt ở đầu câu, tác giả đã nhấn mạnh vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tổ quốc Việt Nam mến yêu. Trong cách sử dụng từ ngữ đó, ta còn thấy được niềm vui, niềm tự hào, cảm xúc trầm trồ, thán phục của nhà thơ với cảnh sắc thiên nhiên diệu kỳ của đất nước. Qua việc sử dụng các từ ngữ như yêu cầu của bài tập 3, chúng ta không chỉ thể hiện được mức độ cao hơn của cái đẹp, mà chúng ta còn thể hiện được cảm xúc thán phục, trầm trồ với cái đẹp xung quanh cuộc sống của chúng mình đấy. Ngoài các từ cô tìm được, ở nhà chúng mình hãy tìm thêm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp để làm giàu vốn từ của mình nhé. Bây giờ hãy đặt những từ ngữ đó trong câu và viết nên những câu văn thật hay trong bài tập số 4. Bài 4 yêu cầu: đặt câu với mỗi từ ngữ em tìm được ở bài tập 3. Để thực hiện được bài tập này, các con hãy nhìn lại những từ ngữ mình đã tìm được ở bài tập số 3. Chọn ra các từ mình hiểu nghĩa nhất và yêu thích nhất. Các con lưu ý, khi viết câu, chúng mình phải chú ý đến hình thức của câu. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm và trong câu các con đặt phải có từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp các con nhé. Để giúp chúng mình dễ dàng thực hiện nhiệm vụ này, các con hãy giúp cô lựa chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn sao cho phù hợp. Cô có 4 từ: không bút nào tả xiết, mê ly, ngoạn mục, tuyệt sắc. Và 4 câu cần nối từ đó là: cảnh núi non Sapa thật 3 chấm, hoa hậu Việt Nam đều là những cô gái 3 chấm, tình mẹ thương con 3 chấm, kem chàng tiền ngon 3 chấm. Nào, chúng mình hãy lựa chọn từ với câu phù hợp. Chắc hẳn nếu quan sát kỹ và hiểu nghĩa của các từ trong bài tập này thì đây sẽ là một nhiệm vụ không khó với các con đúng không nào? Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Ở câu thứ nhất, cảnh núi non Sapa thật 3 chấm, cô nối với từ ngoạn mục, cô được câu: cảnh núi non Sapa thật ngoạn mục. Đến với Sapa, chắc hẳn chúng ta đều bị hấp dẫn bởi phong cảnh nơi đây. Những thung lũng mây bồng bềnh, những đoạn đèo uốn lượn, những khu rừng xanh bạt ngàn, tất cả gói gọn trong một từ ngoạn mục phải không nào? Câu: hoa hậu Việt Nam đều là những cô gái 3 chấm. Quan sát vào chủ ngữ của câu hoa hậu Việt Nam, chúng ta biết được câu văn đang nhắc đến những cô gái Việt Nam có sắc đẹp và tài năng hơn người. Vậy ta có thể chọn nối với từ tuyệt sắc, cô được câu: hoa hậu Việt Nam đều là những cô gái tuyệt sắc. Câu tình mẹ thương con, cô sẽ nối với từ không bút nào tả xiết, cô được câu: tình mẹ thương con không bút nào tả xiết. Trong thế gian này, mẹ là người thương con vô điều kiện. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy lớn lao, cao cả, đằm thắm, mênh mông mà có lẽ dùng bao nhiêu ngôn từ cũng không diễn tả được hết.
Chính vì vậy, trong câu văn này, dùng phép so sánh, không bút nào tả xiết là rất hợp lý, phải không nào? Và câu cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ nối với từ mê ly. Kem Tràng Tiền ngon mê ly. Mê ly là từ chỉ cảm giác bị hấp dẫn, thích thú, say mê. Nếu ai đã một lần được nếm thử vị kem nổi tiếng của thương hiệu Tràng Tiền Hà Nội thì chắc không thể quên được cảm giác những miếng kem ngọt ngọt, lành lạnh, tan nơi đầu lưỡi, đem đến cảm giác mát rượi, xua tan cái nóng của những ngày hè oi bức. Và phải thốt lên rằng, kem Tràng Tiền ngon mê ly, phải không nào? Các con lưu ý, 4 câu văn này là gợi ý của cô. Các con hoàn toàn có thể tìm thêm các từ ngữ khác, điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. Cô ví dụ nhé, ở câu 1, ngoài từ ngoạn mục, các con có thể thay thế từ nào để nói về vẻ đẹp của núi non Sapa? À, các con có thể thay bằng từ mê hồn hoặc tuyệt vời cũng rất phù hợp phải không nào? Qua gợi ý của cô, các con hãy tự làm bài tập số 4 ở nhà. Và nhớ vận dụng cách viết các câu này vào các bài văn miêu tả để bài văn của mình hay và sinh động hơn. Vậy là cùng với những bông hoa từ ngữ xinh đẹp của bài mở rộng vốn từ về cái đẹp hôm trước, hôm nay cô trò chúng mình lại tiếp tục bổ sung vào vườn hoa này những từ ngữ và những câu tục ngữ về chủ đề cái đẹp rất hay, phải không nào? Cô hy vọng rằng chúng ta đã biết cách sử dụng các từ ngữ, các câu tục ngữ này một cách hợp lý, phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Thân ái, chào các con!